bắt đầu đi. Mình đi từ cái tàu lớn, cái thuyền lớn đi tới cái tàu nhỏ. Ông thò cái đầu ông lên được rồi. Thì cái xe đó gì đó. Xe đã lên được hát, đặc biệt hát. It's not that hard to drive this thing. Chị làm việc ở đông cái chân của mình là đang chạm nước chạm bên trời. Cái thuyền của mình nó tới, nhưng mà nó phải dùng những cái thuyền nhỏ. Mới để chỉ ít người đi thôi. Ừ. Đúng rồi. So, you know if this is part of Quebec province? Yeah, I think all these four, the next four stops are all part of Quebec. Yeah. No, we only have two more. Maybe then all three of them. Right, then the final one. So yeah, three of them. I think they're all for that. Yeah. Oh, wow. Start speaking French. Yeah. Well, broken French. I think once you gain that hour back, I think that meant we were back. We were in Quebec. Yeah.
cái tỉnh này là Quebec nè. Bố tha hồ đó tới Pháp. Quebec. To be back. I think the last tether leaves at like 2:45 or 3 o'clock, I think is the last tether. And they're supposed to be all on board by 3:30. So I think you got to be back on this by 3 though. Thank you. Đúng rồi. Cái tượng này nó mở cửa chứ không phải. Yeah.
người của Pháp này. Không phải người Pháp này, họ nói cái à đúng rồi, Quebec này. Đây là mình đi vào từ cái tỉnh Quebec đầu tiên. Đúng rồi, cái này Quebec này. Đúng rồi, cái này là tiểu bang Quebec, đây đầu tiên mình tới tiểu bang. Bố có hỏi người Pháp này có phải là cái đây là tỉnh Quebec không? Bố hỏi nghe này trước bố. Cái thuyền của mình xa ghê chứ. Sai, phải ít nhất một dặm chứ. Chưa tới rồi. Đúng rồi. Bây giờ. Thấy nó thành phố này nó nhỏ nhỏ làm sao? Vài thành phố. Đó, sao? Đâu nói vậy chứ mà đi bộ xa lắm chứ. Bơi cũng khó lắm. Bonjour madame, c'est la province de Québec. Oui, on parle français ici. Super. Super. Fini l'anglais. Ah oui, oui, d'accord. Merci, super, super. Merci. Mais ça ne doit pas être la même catégorie que ce que vous avez. Québec. Okay, that's close enough. So,
you. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Good morning. Bienvenue, hein? Bienvenue, bienvenue à Québec. Super. Bà nói là bây giờ tụi đi không được nói tiếng Anh. Sécurité. Sécurité. Bonjour, monsieur. Où est la toilette? Hein? Les toilettes, il y en a ici dans le bar qui est là, la marina. Il y en a aussi dans la gare qui est au bout du chemin ici, dans le bâtiment à l'extrémité. Ah, super. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour, madame. Oh là là! Bonjour. Bonjour. Oui, ça va bien. L'oiseau, hein? Bonjour, l'oiseau. Đây đây đây, bố đứng đây, đứng đây, mẹ đứng đây, đứng đây. Con muốn chụp chụp cờ Quebec. Đây đây đây, mẹ đứng đây, đứng đây. 1, 2, 3. Đẹp quá. Đẹp. Mẹ kia. Đây đây đây, cứ đứng đây, cứ đứng đây. Monsieur, voulez-vous prendre une photo de moi? Ah oui 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 oui, d'accord, allez. Hold on. Con vẹt nó tới đây nó chụp hình, nó làm việc của nó không phải để chụp hình cho mình. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Parfait. Il fait beau, il fait très beau. Il fait très beau et peu froid en même temps. Ah oui, il y a du vent, hein? Oui, c'est du vent et c'est humide. Bonjour, hello everybody. Dis-le-con. Những cái tàu ở đây chịu khó đi vào tàu ghê ha, mua thuyền tàu. Đẹp quá chứ, hơi âm u nếu mà nó hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi. Gaspé được bao nhiêu phút? Gascal đây đây, mày đứng đây này. Mẹ đứng đây, đứng đây. Boy. Bố đứng đây, bố đứng, mẹ đứng đây này. Đúng rồi, đứng ngay chỗ mẹ đó, đúng rồi. Đây nha, đây nha, cười nha. 1, 2. Đây, đây này. 1, 2, 3. Ồ, đẹp quá, tuyệt vời. Đây đây đây, đi vào. Cần đi tiểu không? Bonjour madame. Où est la toilette? Ah, merci. Đây đây, đi vào tiểu đi kìa.